Công ty Y cổ phần đào tạo và xây lắp điện Hà Nội, chiến lược mới, tương lở AI sáng lạng. Công ty cổ phần đào tạo và xây lắp điện Hà Nội HNEC, một biểu tượng của sự đổi mới và xuất sắc, hôm nay khẳng định lại địa vị dẫn đầu trong lĩnh vực đào tạo và xây lắp điện. VSAO chúng tôi đặc biệt. Tại HNEC, chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ, chúng tôi xây dựng tương lai. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến thức chuyên môn sâu rộng và tâm huyết không ngừng, chúng tôi đặt dấu ấn trong mọi dự án và học viên đào tạo, nền tảng vững chắc của tương lờ AI. Chúng tôi tin rằng kiến thức là chìa khóa mở cánh cửa thành công. Qua các chương trình đào tạo được thiết kế độc đáo, HNEC trang bị cho học viên những kỹ năng thiết yếu, mở ra cơ hội nghề nghiệp không giới hạn trong ngành điện. Xây lắp điện, kiến tạo giấc mơ. Từ các công trình cảnh quan đô thị đến những dự án công nghiệp quy mô lớn, HNEC đề cao tinh thần sáng tạo và tận tâm trong mọi chi tiết. Mỗi dự án không chỉ là một công trình vật lý, mà còn là minh chứng cho sự xuất sắc, đổi mới và sự tận tâm của chúng tôi. CAM kết của HNEC, đối tác đáng tin cậy. Chúng tôi không ngừng đổi mới để đảm bảo mang đến dịch vụ tốt nhất. Sự hài lòng của khách hàng là nguồn động viên, thúc đẩy chúng tôi không ngừng hoàn thiện và phát triển. HNEC cùng bạn tiến vào tương lai. Với tầm nhìn xa và chiến lược rõ ràng, HNEC không chỉ đồng hành cùng khách hàng và học viên mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành điện và xã hội. Website Công ty cổ phần đào tạo và xây lắp điện Hà Nội Việt Nam Số điện thoại: 024.2213.71.72